thính giả của chương trình Đất Việt TV. Một số lớn những người Việt tha hương tị nạn và những người đang lê lết một cuộc đời cùng khổ, đầy bất công áp bức như chế độ cộng sản tại quê nhà, đều có những quãng đời là những cuộn phim mà không một cuộn phim nào giàu chiếm được hàng bao giải thưởng, cũng không sao so sánh bằng là những tập truyện mà không một tập truyện nào giàu thuộc loại bán chạy nhất, cũng không sao qua mặt được. Những quãng đời đó giàu có thực sự được quay thành phim, viết thành truyện, cũng không bao giờ có thể lột tả nói lên được tất cả những gì đã xảy ra chung quanh họ và những gì đã diễn ra trong lòng họ. Do đó, chỉ có chính họ là những người trong cuộc, là những nhân chứng, là những nhân vật trong cuộn phim, trong tập truyện của đời mình, mới cảm nhận được tất cả những sự lo âu phiền muộn, những nỗi buồn xót xa căm nín, những niềm hy vọng mong manh thoáng chốc, những nỗi tuyệt vọng não nề buông xuôi cho số kiếp, những sự sợ hãi kinh hoàng đến chết ngất, những cơn đói khát vật vã rã rời, những nỗi uất nghẹn đắng cay đến tột cùng, những nỗi tủi nhục tối tăm sâu thẳm, những nỗi mừng vui nghẹn ngào đầy nước mắt, những nỗi đớn đau quằn quại có lúc chất ngất trong lòng, có lúc rơi rớt kéo dài như vô tận. Quãng đời họ là những cuộn phim không cần đạo diễn dàn dựng, là những tập truyện không cần hư cấu bởi nhà văn, là những câu chuyện sống thật cùng với nhịp tim hơi thở và những cảm xúc của một đời người. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biển bất đắc dĩ của một cậu con trai tỉnh trưởng của miền Nam được năm 1975. Sau khi miền Nam bị rơi vào tay của Việt Cộng, ông tỉnh trưởng đã tự vẫn, để lại 7 mẹ con. Sau đó, cả 7 mẹ con bị Việt Cộng chỉ mất căn nhà và bị đưa lên vùng kinh tế mới, sống cơ hàng, không có cơm ăn, phải ăn trộm cuộc sắn độc, cả nhà bị trúng độc. Chỉ có một cậu con trai sống sót nhờ một bà vô gia cư cứu sống, đem về ở dưới gầm cầu. Thế rồi một đêm, có nhóm vượt biên chuẩn bị khởi hành thì cậu con trai này xuất hiện. Vì sợ bị bại lộ nên nhóm vượt biên đã bắt cóc cậu con trai này đưa lên tàu vượt biên. Chuyện vượt biên thành công, không bị hại tặc, không bị bạo, không bị hỏng máy. Khi đến đảo bên kia bờ đại dương, cậu con trai này được một bà chủ ở Mỹ bảo lãnh rồi gả tình. Nhưng cậu con trai sống một đời trong sạch và từ chối, thế là bị bà chủ đuổi đi. Có người tốt bụng trở về sống chui lại với gầm cầu. Một hôm, cậu con trai đang khóc cho số phận hẩm hiu của mình, đột nhiên có một cô Mỹ trắng tốt bụng đưa về làm chồng và trở thành một cặp vợ chồng nhân hậu sống trên đất Mỹ, chồng Việt vợ Tây. Câu chuyện có tiêu đề Tái sinh từ gầm cầu. Tác giả Ben Nguyễn, mời quý thính giả lắng nghe phần 1. Không biết tại số phận hẩm hiu hay tại không có duyên nợ, hơn cả nửa đời người, hắn vẫn không có được một mảnh tình vắt vai. Xong Mỹ vào cái thuở nam thừa nữ thiếu, đột đột đi tìm hết cả thành phố lạnh ngắt lạnh ngơ này, cũng chỉ có vài ba cô gái Việt Nam đếm được trên đầu ngón tay, muốn với tới cả cô gái ấy. Hắn có nằm mơ cũng không thấy, cứ như cái cô ngà đi nhà thờ thường gặp, người đã lùn mà còn đen, răng hô mũi tẹt tóc quẳng, thế mà cũng có ông bác sĩ mang về làm vợ. Người ta học hành bằng cấp mấy cái lần lưng,
mới mong có cơ hội lấy được vợ. Còn hẳn tuốt tuông tuột chẳng có cái nào, ngay cả bằng lái xe cũng bị rớt lên rớt xuống mấy bận mới được. Những gì xảy ra trong đời hẳn toàn là những chuyện đau đau tẹo ngoe. Với ý muốn của hẳn cứ như tàu hỏa đất cổ tình đùa dai vậy. Chưa bao giờ và chẳng bao giờ hẳn có ý định đi Mỹ. Chả phải hẳn là việc cộng, thân cộng hay yêu nước gì rảo. Chỉ có cái định mệnh trời ơi đất hời đưa đại hẳn đến đây thôi. Tối hôm đó, đến tháng 10, chưa cười trời đã tội mờ tôi mịn. Nhà hết dầu, hẳn cầm cái đèn hụt vịt bị gãy chân, đựng trong lon sữa bò lò mò đi sang hàng xóm mượn đỡ. Lúc về ngang qua mẹ xong, hẳn bọc nghe có tiếng người nói xì xào, tiếng lỗi bị bọn của ai đó đang đi về phía mình, tưởng có ai bị bệnh cần giúp. Hẳn liền bực thùng quẹt đục đèn lên cho sáng, vừa đưa cái đèn hụt vịt leo lét chạy lên cao. Hẳn bọc thấy choáng váng, dúi đầu xuống đất cái rầm. Khi tỉnh lại mới biết là mình đang ở trên tàu vượt biên. Thì ra toàn tàu vượt biên ở mẹ sông thấy hẳn xuất hiện không đúng lúc, sợ bị bại lộ đã cho hẳn một đập rồi kéo luôn hẳn lên tàu. Ra khơi hiệu cảnh trở trêu này đã mấy lần hẳn định nhảy xuống biển bơi vào bờ, nhưng đều bị người tất cản lại. Gần quá khỏi cửa hải phần rồi, bơi vô mà có chết chắc. Ngồi thù lù trong một góc tàu, hẳn nghĩ về người đàn bà đã cứu mang hẳn. Trong những ngày tháng đau thương và cô đơn nhất của cuộc đời hẳn, nước mắt hẳn tự nhiên cứ chạy dài xuống hai gò má xương sầu. Hồi đó cả cái tỉnh này ai mà không biết cậu con trai út ông tỉnh trường. Cậu con trai trắng trẻo khôi ngô, đi đâu cũng được ông tỉnh ẵm trên tay, rồi đây tương lai của nó sẽ sáng sủa. Hồng âm thâm cùng thầy phạm, có ai ngờ đâu trong đôi mắt sáng long lanh kia là cả một tiền đồ mịt mù, ba chìm bảy nổi, tám chín cãi linh đinh. Năm 1975 là năm mà tai ương ách nạn đổ không ngớt xuống toàn miền Nam. Gia đình ông tỉnh cũng không ngoại lệ. Việc cộng vừa vô tới thì ông tỉnh cũng đã tự vận đi theo mình nước. Chôn cất chưa xong, người ta đem đến một chiếc xe tải cũ kỹ lùa hết gia đình của hẳn đi kinh tế mới, bảo rằng cách mạng cần trưng dụng nhà này cho cán bộ cấp tỉnh làm việc. Họ chở cả gia đình một trai bốn gái cùng một bà mẹ trẻ chưa hoàn hồn trong cái tang của chồng mình đến một nơi đầm không mong quạnh, cả vùng chỉ toàn sỏi với sỏi, đây đỏ lơ phơ vài cái xó đùa gầy còm u rù trong nắng chiều tàn. Căn nhà mới được cách mạng cấp theo diện nhân đạo là một cái chòi lạ làm vội, hở trước hở sau, mái tranh lực cọ không che nổi nắng, nói chi đến mưa. Nền nhà là đất lợp chợp, đất và đá, không có giường cũng không có bếp. Phương tiện sẵn là bộ cái cuốc và hai con dao rửa cùng 17 ký gạo phân phối đã được trộn bo bo. Sáu mẹ con ôm nhau khóc ròng giữa cái chòi lạ trơ trọi, tiếng khóc ai oán của họ lọt thọt trong bóng đêm hoang dại, chẳng còn ai nghe thấu được được cái đau đớn thảm cùng đang nhồm nhòm tạp lẫy từng niềm ước mơ nhỏ nhoi, được sống được tồn tại. Một buổi sáng sương lờ mờ mặt đất, mấy người dân địa phương vào rừng lại măng, tình cờ thấy sáu cái xác nằm vất vưởng bên lề đường lộ, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt trắng như xà phòng, tất cả đều bất động.
chỉ còn bị sạc con trai còn cửa quậy. Cũng may người ta cũng còn chút từ tâm nên mang mấy cái xác ấy đưa vào nhà thương của tỉnh. Ông bác sĩ trực ban là người miền Bắc đứng nhìn một hồi những cái xác bất động nằm chèo ngoeo trên một mảnh chiếu cẩu bừng đặt trên nền xi măng, cũng không sạch hơn mảnh chiếu kia là bao nhiêu. Rồi vế vào hồ sơ bệnh án, chết trước khi nhập viện ngộ độc sẵn. Thế là người ta lại khiêng cả cái thây ấy ra nhà xác để dành chỗ cho người bệnh khác. Như thường lệ đúng 5 giờ 30 sáng, ông gạt cọng, mắt dẫm mắt mờ ra đánh một hồi kèn bảo giờ đi làm. Cũng như mọi hôm, ông đi một lèo từ trạm gác vừa là nhà ở của ông ra cái kèn làm bằng vỏ của cái ống đựng khí đá treo toàn ten gần cổng ra bệnh viện. Đang đi bỗng đạp vào cái gì mềm mềm dưới đất. Quay lại, ông nhìn thấy một xác người còn cửa quậy thấy cùa quạng phía trước như muốn cầu cứu điều gì. Sợ quá, ông gọi ngay bác sĩ trực ban. Ông bác sĩ trực ban cách mạng ngạc nhiên: đã chết rồi kia mà. Khiêng vào nhà xác chờ giải quyết. Sẵn có bà lườm ve chai, kéo cái xác cái tiện đi qua. Người ta nhờ kéo cái xác vào chỗ cũ. Người đàn bà lườm ve chai, nhưng cái xác bỏ lên xác cái tiện. Chẳng nói chẳng rằng kéo một lèo ra cổng sâu, về cái mái che của mình dưới gầm cầu. Vội vàng nấu chảo đổ vào miệng cái xác đang ngáp ngáp. Nhờ mấy hộp chảo tình nghĩa gầm cầu ấy mà hắn sẵn. Vậy mà giờ này hắn ngồi đây trên cái tàu vượt biên, dương cặp mắt vô hồn nhìn những lớp sóng nhấp nhô như những con rắn khổng lồ uốn mình dưới ánh sáng loang loáng bạc. Bao nhiêu toan tính mà hắn sắp sẵn trong đầu giờ đã thành mây khỏi. Càng nghĩ hắn càng dựng cho mình. Lẽ ra mượn dầu về hắn sẽ cùng người đàn bà ấy ngồi rọc cho hết mỡ là chuối dở dang, để mai còn đem ra chợ bạn đóng gạo. Ai ngờ số phận trở trêu đưa đại hắn đến nơi hắn không muốn đến. Ở đó chẳng biết người ta có nhận ra hắn là con người không. Cứ mỗi lần hắn tỉnh cái gì thì mọi sự đã xảy ra ngược lại. Hì hục xúc hết đống tuyết trước cửa gara sang hai bên. Hắn chậm cái sẹo đứng thở phì phò nhìn hai đống tuyết lù lù cao gần bằng hắn, mỉm cười bằng lòng với khả năng dọn dẹp của mình. Hắn thu dọn đồ đạc cất vào nhà kho. Giờ này luyến chắc chưa dậy đâu, còn hơn tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ đi làm kia mà. Hắn nhẹ nhàng đi vào nhà bếp pha cà phê, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Ánh nắng ban mai chạy xuống qua những cành cây bọc một lớp đá đông từ tối hôm qua, hắt ảnh vàng rực rỡ vào khung cửa sổ, đổ một vệt nắng dài óng ảnh xuống nền gạch băm. Hắn cầm tách cà phê đang bốc khỏi nghi ngút, đứng tựa vào bếp ngắm nhìn những tia sáng le lỏi tinh nghịch chiếu thẳng vào mắt. Hắn nhìn trừng trừng vào luồng ánh sáng ấy không chớp mắt, như muốn đo sức xem ai là kẻ thắng cuộc trong cái trò chơi này. Hắn thích cái khoảnh khắc yên tĩnh một mình giữa cái lạnh buốt của buổi sáng mùa đông, để mặc cho ánh nắng mơn trớn vuốt ve từng mỡ thịt rắn chắc và hơi rạm nặng của mình. Hắn chợt rùng mình nhớ lại cái cảm giác tương tự đã xảy ra tối hôm qua, cái cảm giác mà chưa bao giờ hắn biết là nó đã từng hiện diện trong người hắn, ẩn kỹ một nơi nào đó chờ cơ hội là bùng nổ dữ dội. Những ngày mới đến thành phố này, hắn khóc thật nhiều, khóc vì cô đơn.
vì thương nhớ cái mái che dưới gầm cầu mà hắn đã từng sống những ngày tháng vô cùng vất vả, nhưng hạnh phúc bởi người đàn bà đã cứu vớt hắn trong cơn thập tử nhất sinh, khóc cho số phận đen bạc, khóc cho cái định mệnh trở trêu, tự đeo bám dai dẳng. Hắn đã làm nên tội tình gì chứ? Hắn đâu có mơ ước gì cao xa, chỉ hài lòng và an phận với những gì mà cái hắn đang có. Bỏ ra cù lăng cù lấp cũng chẳng ai đủ can đảm ngỏ tới, chứ nói chứ để giành giật mang về. Hắn thường lang thang tìm những gầm cầu chui vào đó, ngồi nhìn ngừng nhìn ngơ vào khoảng không lạ hoặc lạ hoa. Có lúc hắn ngủ luôn dưới đó không về, người ta ai ngại cho rằng hắn bị bệnh tâm thần, hoặc vừa mới trải qua một cú sốc kinh hồn nào đó. Không, hắn rất tỉnh táo, hắn đâu có bệnh tật gì. Chất độc trong khoai mì còn chưa giết nội hắn thì khắc nghiệt đến mang rợ của xã hội bên ngoài cũng không nghiền nát nổi cái đói rách tả tơi của hắn kia mà. Hắn đã ngoi lên, đã sống dậy được từ chín tầng của địa ngục, thì không còn gì có thể dập tắt được sức sống của hắn. Có chăng là hắn đã bị mất mát quá nhiều, tâm hồn hắn khô cằn, tưởng chừng như mảnh đất kinh tế mới mà hắn từng sống sót sau cơn ngộ độc ác nghiệt trên mảnh đất ấy. Chẳng có gì mọc nổi, mà có mọc được thì cũng toàn là độc dược giết người. Có ngờ đâu chỉ một giọt nước nhỏ nhoi trên người giữa cái nặng hạn thảm khốc đã làm cho mảnh đất ấy hồi sinh đâm chồi nảy lộc, cây trại xum xuê, đến nỗi hắn đã lạc mất lối ra, liên bước vào căn nhà bếp xinh xắn, tươi cười nhìn hắn. Hôm nay trông có trẻ trung hơn mọi ngày, nhờ lối phục trang gọn gẹ, chiếc váy màu xanh dương đậm ngắn trên gối một chút làm nổi bật chiếc sơ mi vàng nhạt hở cổ, mở tóc vàng ống ả được bởi cao để lộ cái cổ trắng ngần. Linh rót một ly cà phê, nhấp một miếng, Linh nhím đôi mắt thưởng thức cái mùi vị quyến rũ của nó. Linh nói nhỏ vài câu gì đó làm hắn mỉm cười bối rối. Làm sao có thể hình dung được tình yêu hắn có được với người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp này. Bắt đầu từ một gầm cầu, nơi trụ ngụ đầu tiên của hắn, đặt chân lên đất Mỹ không phải là gầm cầu, mà là một nhà của ông bà bảo trợ, một gia đình Việt Nam sang từ năm 1975. Cả nhà có hai con gái, một trai, cùng với ông bà bảo trợ là năm người. Cô con gái lớn hình như nhỏ hơn hẳn vài tuổi, có mái tóc dài đen mượt, dáng vóc thon gọn và hơi gầy. Cô kể tuy là em nhưng to và cao hơn cô chị nhiều, tóc cắt ngắn và hình như có màu hung hung, chứ không phải màu đen như người Việt Nam. Cậu út trông có vẻ già trước tuổi, tóc dựng tua tủa, tai còn đeo một cái khoen. Hắn nghĩ chắc cậu út khó nuôi nên ông bà bảo trợ mới đeo như vậy. Khi hắn bước vô nhà, cả ba cô cậu đang coi tivi, quay sang trổ mắt nhìn hắn từ đầu đến cuối, cứ như là hắn mới rớt cái bịch từ trên trời xuống vậy. Nhìn hắn một lúc, cô em gái nói xì xô xì làm và cả ba phả lấy cười. Hắn cúi đầu chào cả ba rồi lùi thùi theo ông chủ nhà đi xuống phòng của hắn ở dưới tầng hầm, ở Mỹ gọi là basement. Căn phòng của hắn là nơi chứa đồ đạc cũ, xung quanh bày la liệt quần áo, tủ quạt với rất nhiều thùng giấy. Muốn xuống được căn phòng này phải theo máy bậc tam cấp từ gara, leo theo lối đi nhỏ chất đầy đồ đạc lỉnh khỉnh. Lách mình qua kề kề cũng chứa đầy sách báo và giáp cù.
Trong góc là một chiếc giường cá nhân đã được trải tấm ra, hơi úa màu nhưng sạch sẽ. Bên cạnh kia là một chiếc bàn nhỏ, trên để một cái đèn và một cái đồng hồ điện có số màu đỏ. Tuy có hơi âm u, ngột ngạt, nhưng chỗ này còn tốt hơn gấp vạn lần mái che dưới gầm cầu. Những ngày đầu ông bà chủ đưa hắn đi khám bệnh, làm giấy tờ. Người ta đưa cho hắn một tập gồm nhiều giấy tờ, nội dung để mua thức ăn, và cái bì thư có tầm giấy tiền trợ cấp. Bà chủ bạc để bà lo hết, hắn không phải bận tâm gì cả. Hắn đưa hết giấy tờ các thứ cho bà chủ, còn cảm ơn rối rít nữa. Đi học tiếng Anh 3 tháng thì tìm được việc làm. Tuần nào hắn cũng đưa hết cho bà chủ tấm giấy người ta phát. Mỗi lần đưa bà chủ vui vẻ và chuyện trò về hắn ngọt ngào lắm. Bà chủ bảo trừ hết tiền nhà, tiền ăn uống còn lại bà giữ dùm cho. Thực sự hắn đâu cần những thứ gì khác, có chỗ đi về ngã lưng là đủ lắm rồi. Không, còn lam lũ ngày đói ngày no, chút bụi quần cuộc ngoài nắng chăng chang mà chẳng đủ mua nổi tấm áo che thân. Những lúc còn ở quê nhà, đã nhiều lần hắn cố gửi chút tiền về cho người đàn bà cứu mang hắn ngày trước, nhưng bà ta có nhà có cửa, có địa chỉ đâu mà gửi. Thư từ gửi đi nhưng đều bị trả lại, chắc người ấy đã dời đi nơi khác, có chồng hoặc đã chết cũng không chừng. Sáng nào cũng vậy, hắn dậy từ 6 giờ sáng đón chuyến xe buýt đầu tiên, đổi chuyến 3 lần nữa mới đến chỗ làm. Đi không đã mất gần 2 tiếng đồng hồ, về 2 tiếng nữa là 4. Một hôm khi đổi chuyến gặp thời tiết xấu, xe không đến được, đành phải đi bộ dưới mưa tuyết về nhà. Giờ này cả nhà không còn ai, mọi người đã đi làm hoặc đi học hết. Hắn bực bội liền cái túi đựng cơm lên bàn rồi đi xuống tầng hầm. Có tiếng nhạc vặn lên từ dưới làm hắn ngạc nhiên. Hắn nhớ là trước khi đi làm hắn đâu có mở nhạc, sao giờ lại có? Cũng có thể hắn mở rồi quên tắt chăng. Bối rối vài giây, hắn nhàng nhàng len lỏi qua lối đi hẹp, đẹp người qua cái kệ. Chợt hắn hạ hốc mồm, cảnh tượng trước mắt làm hắn ủ ở không nói ra lời, chỉ biết đứng đỏ như trời trồng. Cô ba, cái cô cao to tóc ngắn nhuộm màu hung hung đỏ, đang nằm trên giường của hắn với một cậu con trai cùng cao to và lực lưỡng. Cả hai trừng như nhậm đang hì hục ân ái với nhau. Có lẽ tiếng nhạc hơi to nên cả hai không biết sự hiện diện của người thứ ba là hắn. Tiếng rít ư ử của cô ba, tiếng thở phì phò của cậu con trai, tiếng nhạc làm trái tim hắn dòng theo thình thịch liên hồi. Hắn muốn quay ra, muốn chạy đi, nhưng không nhấc nổi chân. Không hiểu tại sao có một sức mạnh nào đó trì kéo hắn lại, trong khi hắn cố bước ra chạy trốn cái cảnh chẳng đặng đừng này. Hắn cua quẳng đưa tay giữ lấy cái kề, rực mãi cuốn sách xuống đất. Cả hai giật mình nhìn ra, cô ba hoảng hốt rủ lên, lùi vào góc tường sờ soạng tìm quần áo, nhưng chẳng có cái nào gần đó cả. Ngay tấm ra cũng bị tuột xuống, nằm một đống cuối giường, không tìm được gì che thân. Cô đành có chân ngồi thu lưu lại, hai tay ôm lấy vũ, nét mặt lộ vẻ sợ hãi và xấu hổ. Hắn hoảng hồn giật mình bước ra ngoài. Đang làm cả ngày, hắn bị đội xuống cả đêm. Như vậy hắn phải ở nhà cả ngày cùng với bà chủ vừa mới bị thất nghiệp. Sáng nay sau khi cắt cỏ dọn dẹp quanh quần trong vườn xong, hắn đi tắm. Vừa ra ta thấy bà chủ đang đứng đó từ bao giờ, ngoắc hắn vào phòng khách.
chắc là có chuyện gì đây. Hắn vừa đi vừa suy đoán, có thể bà chủ đánh hơi, biết việc cô ba dẫn trái về nhà. Việc này tuy cô ba không nói ra, nhưng hắn tuyệt đối không tiết lộ cho bất cứ ai cả. Nếu cô ba hiểu lầm hắn nhiều chuyện thì không gì đau khổ bằng. Hay là bà chủ không muốn cho hắn ở đây nữa, cũng không phải. Hắn trả cho bà chủ tiền trọ còn nhiều gấp đôi kia mà. Làm được bao nhiêu hắn cũng đưa hết, chỉ xin lại một ít xài lặt vặt thôi. Mà hắn đâu có xài gì nhiều cho cam. Tiền xe buýt với vài thứ linh tinh khác chẳng là bao so với tấm chắc hắn nộp cho bà chủ hàng tuần. Chuyện trai đơn gái chiếc với hai cô con gái nhà bà Chăng, chuyện này lại càng không thể xảy ra. Vì cả con của bà có vẻ khinh thường hắn, có bao giờ nói chuyện về hắn đâu mà vương vẫn với Tơ Tình. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 2 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào. Thank you.